nam thần vô địch thế giới nổi nhất xứ Hàn, khoe vóc dáng trẻ măng ở tuổi 40. Nam thần này hiện có cuộc sống khiến bao người ngưỡng mộ. Bok Hyun-kyu, 40 tuổi, là lực sĩ thể hình kiêm diễn viên nổi tiếng tại Hàn Quốc. Người đàn ông này từng gây chú ý trong bộ phim hài lãng mạn Color Me Refunder 2019. Anh từng vô địch thể hình thế giới vào năm 2015 với vóc dáng săn chắc, vạm vỡ. Anh Bok đã từng chiến phái nữ mê mẩn trong một thời gian dài vì diện mạo cường tráng đầy hút hồn. Người đàn ông từng được gọi là nam thần của làng vận động viên xứ Hàn vì ngoại hình quá nổi bật. Ở tuổi 40, anh Bok được nhận xét là vẫn trẻ trung phong độ dù không còn đi theo con đường thể hình chuyên nghiệp nữa. Ngoại hình nổi bật của nam thần 40 tuổi. Rời xa các trận thi đấu, bên ngoài anh Bok vẫn chăm chỉ đến phòng tập thể hình để duy trì vóc dáng cân đối. Trên Instagram cá nhân, người đàn ông nhiều lần đăng tải hình ảnh khoe body nóng bỏng vạn người mê. Các mũi của anh vẫn thuộc hàng siêu cấp, gương mặt anh cũng trắng mịn không tì vết, chưa có dấu hiệu của việc bị lão hóa. Theo nhà vô địch thế giới một thời, anh vẫn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tốt cho sức khỏe. Bok Hyun-kyu ưu tiên ăn rau và trái cây xanh, thực phẩm tiếp theo anh luôn ưu ái đó là ức gà và thịt bò để giúp cho cơ bắp săn chắc, không bị trùng nhão. Bên cạnh đó, anh cũng giữ lối sống lành mạnh, không sử dụng rượu bia, đi ngủ đúng giờ và hạn chế việc thức khuya. Anh vẫn chăm chỉ rèn luyện sức khỏe. Người đàn ông có gương mặt trẻ măng dù 40 tuổi. Không chỉ là một diễn viên, Bok Hyun-kyu rất đa tài. Anh còn lấn sân sang mảng kinh doanh về các thực phẩm tốt cho sức khỏe của con người, đem đến nguồn dinh dưỡng dồi dào. Không chỉ vậy, anh cũng là đại sứ thương hiệu cho một số nhãn hàng về chăm sóc sức khỏe. Thậm chí, anh đã khiến người hâm mộ thích thú khi tham gia livestream bán hàng với những động tác và biểu cảm hài hước. Bok Hyun-kyu chia sẻ rằng, dù không còn thi đấu nữa, anh vẫn có niềm đam mê với lĩnh vực về sức khỏe. Đó là điều anh am hiểu và luôn theo đuổi để luôn đem lại những giá trị tích cực cho cộng đồng. Gia đình hạnh phúc của Bok Hyun-kyu. Hiện tại, anh đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ đẹp, con xinh và điều kiện vật chất cũng dư giả. Cặp đôi thường xuyên đưa con đi du lịch trải nghiệm. Trên Instagram, anh Bok Hyun-kyu thường đăng những bức ảnh dễ thương và đáng yêu về cậu con trai nhỏ của mình. Anh cũng thể hiện mình là một ông bố đảm đang, biết cách chăm sóc và vui chơi với con, nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ.